Trọn tu vô lượng đạo pháp của các đấng và giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thâm tràng nan pháp rất xưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu trả lời phân tử ta thân vẫn đến nơi càng muốn nhân duyên các món thí dụ rộng nói ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đức vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẻ tròn nên tất cả pháp chưa từng có trả lời Phật Như Lai hay các món phân biệt kêu nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng ta lời phân tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần thầy đều trọn nên thôi xa lời Phật chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp khó hiểu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có phần cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thần của các tướng nhân. Nghĩa là ca pháp tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lượng như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, trước sao rốn như vậy. Bây giờ đừng thế con muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật trí lực vô sở uy. Giải thoát ca tam mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu căn đạo pháp nhìn mận sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy càng món tin tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tướng nói năng. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được trừ cả chúng Bồ Tát người rất tín bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dường cả Phật tất cả lầu đà hán. Trụ thân rốt sau này các hàng người vậy thay dân họ không kham được và chớ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn thi chính sự cấp mười phương.
đời đều như Xa Lợi Phất và các đệ tử các cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lượng cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký lành vô lậu thân dấu sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng một lòng trong vô lượng ân kiếp muôn phê phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dàn vô số phần rõ thấu các nghĩa thu lại hay nói pháp. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung quý lượng cho biết đường trí phần hàng bằng khối Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng khi cao cùng lại chẳng hiểu đường lại bao xa lời phương pháp nhìn màu rẫn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương và cũng vậy xa lời Phật phải biết lời phân nói không khen. Với pháp của Phật nói nên sinh chân tin chẳng pháp của Phật lâu chúng sao cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa gia chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhã kiều trần như vân vân 1200 người và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãng tăng thanh văn duyên gia đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cớ chi lại ân cần người kheo tiền mà nói thế này cấp pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên gia không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà phật ân cần khen ơi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng y cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài Xá Lợi Phất muôn tuyến lại nghĩ trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền định giải thoát phải đều chẳng nghĩ bàn được pháp chứng nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền lửa cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chứng đưa trí tuệ rất nhiệm mạo hàng vô lậu la cung người cầu niếm bàn này
hoặc cơ chi nói thế hạng người cầu duyên giá tùy kéo tùy kéo đi cán trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghĩ nhìn trong đông cúng tôn viện đó là thế nào kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp Rô Ra, vì là Đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chấm tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương lên đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ khi đó được Phật báo ngài xa lời phá thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh phẩm lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng Pháp Vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đừng phần lại xa lời Phật nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải xa vào âm lớn. Khi đó đừng Thế Tôn lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không tính tình lung ấy ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài xa lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử Phật xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kinh tinh pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lắm lời Phật chúng có nghìn hai trăm cùng hạng cầu Phật no nguyện phân vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe phạm mấy thời xin lòng vui mừng bây giờ đừng Thế Tôn bao ngày xa lời Pháp ông đã ân cần ba phen thứ thỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đoan. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có các tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ta thấy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật
Vì bọn người này đúng tội sao năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi dường ấy cho nên không ở lại đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản bây giờ đừng quấn báo ngài xa lời phân. Trong chúng ta đây không còn cành lá rằng có hạt chăng xa lời phận những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là tốt ông nay nên khéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời phất bánh rằng vâng thưa Thế Tôn con nguyện ưa muốn nghe đừng phạt báo ngài xa lời có pháp màu như thế ca đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó như hoa linh thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần xa lời vâng các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng xa lời có ca đức Phật theo thời nghi nói pháp y thú khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện các món dân duyên lời lẽ thi vô diễn nói ca pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó vì sao ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lời Phật sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời càng đứng vào Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời xa lời Phật đó là ca đức Phật do vì môn sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời đừng phần bao xa lời Phật các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi xa lời Phật đức Như Lai chỉ dùng một vật thường mà vì chúng sinh nói pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca ca lời phật pháp của tất cả ca đơn phần ở mười phương cũng như thế xa lời phật của quá khứ ca đơn phần dùng vô lượng vô số phương tiền các món nhân duyên lời lẽ thông thế vô mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô rao đều được chứng nhân thuyết trùng tri trả lời quán thua vì lai ca đứng phần sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dù mà vì chúng sinh diện nói can phân vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo phần nghe pháp rô rao đều đưa chân thiết trùng tri xá lời phấn hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương chúng các đương hoàng Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui
tham đó đều là một phần thừa ca chúng sinh ấy theo Phật nghe pháp rồi đó đều được chứng nhất thiết chủng trí tâm xa lợi Phật ca đứng phần đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia dùng ca món nhân duyên lời lẽ thí dù cùng trước phương tiếng mà vì đó nói pháp xa lời quán như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng tiên. Xa lời quán trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa hà hùng có ba xa lời quán ca đức Phật hiện ra trong đời ác năm trường nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên trường mệnh trường như thế xa lời phần lúc kiếp loạn trường chúng sinh nhớ đằng bọn thiền tham lam ganh ghét tròn nên các căn chẳng làm cho nên ca đức phần dùng sư phương tiền nơi một phần thừa quân biệt nói thành ban. Trả lời phán nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử phần. Chẳng phải a la hán, chẳng phải duyên gian lai nữa xa lời Phật cán tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân trốn sao rốt sao niết bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đàng chính giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chứng quá la hán mà không tin pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phần vì sao sau khi phần diệt đồn. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Thời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng không có thừa nào ca chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo ni cứu lòng tăng thương màng cần sự nam ngã màng cần sự nữ chẳng tin hàng bôn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giấc kia có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình. Thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chẳng xá lời Phật kêu em. Pháp của các phần được vô lượng sân phương tiện mà vì chúng sinh nói tâm của chúng sinh nghề các món đạo ra làm bao nhiêu những tánh dấu nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi.
dùng các duyên thủy vừa lời lẽ chân phương tiện khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh khổ khởi bốn trừ bốn sinh đi tăng hữu cũng nói những nhân duyên thí dụ và trùng tung luận nghị công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham trầm nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sâu màu bị ca cô não loạn vì nó nói niên bàn ta bài phương tiện đó khiến đeo vào tuệ phần chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ quán của ta thuận theo chúng sanh nói vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng căn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu màu vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây ta ghi cho người đó đời sau thân phận đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình hình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khâm minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường thanh văn hoàng bồ tát nghe ta nói pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ và ca Phật ra nơi đời chỉ một việc này thực thay thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường như hoa của mình được đã hoài lực trang nghiêm dùng đầy đồ chúng sanh từ chứng đạo vô thường pháp bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người thời ta đoạn sân tham việc ấy ta không được nếu người tin về Phật Như Lai chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả ác trong ca pháp nên phần ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng bị nói thực tướng ân xá lời phần anh biết ta vốn lắm thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều kiến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng tu cõi lành chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái xin khổ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thủ bào thái đời đời tăng trưởng luôn người đứng mong in vừa các sự khổ bước nắng vào rừng rậm ta kia hoàng chấm có chấp không nương ra căn chấp này đầy đủ 62 chấp chàng khoám hư vọng bền nhận không bỏ đường ngã mạng từ quê cao vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ư kiếp chẳng nghe danh từ và cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương tiện nói ca
các đạo dân khổ chỉ cho đó niết bàn. Ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần diệt, các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lành. Phần tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật, ta có chức phương tiện mở bài khám ba đưa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này. Đều nên trừ nghi lắm lời Phật nói không khác chỉ một không hai, thừa vô số kiếm đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần. Số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng món nguyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường. Đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi phần đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thánh tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác. Chúng bài nghĩa đệ nhân nếu có loài chúng sanh gầm ca phẩm qua cứ hoặc nghe pháp bồ thí hoàn trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài các món tu phước toàn. Những người như thế đó đều đã thành phân đạo sao cả. Ta phân diệt đồ nêu người lòng lành diệu ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi người cung gian trả lời. Những muôn ấn thư ta vàng bạc mà pha lê xa cử cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàng có dừng miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn. Rành ngói bùng đăng tài hoàng ở trong đồng trong chưa đăng thành miếu phật nhận đến đồng tư dẫn nhôm ca thành tam phần những hàng người như thế đạo đã thành phấn đàn. Nếu như người như Phật hay dân các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bái báo làm thao đồng bạch đồng đó chất nhóm cùng chi kem. Sang gỗ cùng với bùn quẩn dùng keo sang vai nghiêm sức làm tướng phần những người như thế đó đều đã thành phận đã về vời làm tương quan trăm tương vướng trang nghiêm tư làm mong bao người. Đều đã thành hoàng đạo nhân là đồng tử nhân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát đồ thoát vô lượng chung nếu người nơi tam miếu tường báo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn. Đánh trong thôi trần áo tiêu đến cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng vàng hết hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phần. Nhận đến một tiếng nhớ đều đã thành phần đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng vàng nơi tương về lần thấy ca đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay.
Nhân gia một ai hoàng lại hai cúi đầu dùng đây cũng dàn tượng lần thấy vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niên bàn như cúi hết lửa tăng. Nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham nếu một chân nam mô phần đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tại thế hoàn diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo. Ca Thế Tôn Kỳ Lai do nhiều không thể lượng ca đức như lại đó cùng phương tiện nói pháp ca ca các như lai dùng vô lượng phương tiện đồ thoa ca chúng sanh vào trí vô lậu quần nếu có người nghe pháp. Không ai chẳng thành phá ca và quán thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đường đau này ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp môn kỳ thực vì nhất thường. Theo Phật lượng tôn con biệt pháp và thường không tin giống Phật theo duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi đức và phương tiện nói. Hiện nay mười phương và của trời người cung dường số nhiều như hằng xa hiện ra nơi thế gian vì an hồn chung sanh cung nói pháp như thế biết vấn bằng thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì văn thừa biết ca thành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng xứng tinh tấn và ca cánh lời đồn dùng các món nhân duyên. Ví dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy vì an ổn chúng sinh dùng các môn pháp môn rảo bài nơi phần đạo ta dùng chân trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói càng pháp. Đều kiến đưa vui mừng xa lời phấn nên biết ta dùng mắn phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước về vào đường yên sinh tư khổ nỗi luôn công dứt sao tham nơi ngộ dụng như trâu màu mến đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp dính sự khổ sâu vào càng ta kia lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này mà sinh lòng đại bi xưa tu ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy trí tuệ của ta được vì diệu đáng thứ nhất chúng sinh cả căn chậm tham vui si làm mùng. Các hàng người như thế làm sao mà đổ được bây giờ các phạm vương cùng các trời đệ thánh bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng ở các trăm nghìn ức quyến thuần. Chăm tay cùng kinh lệ tỉnh ta chuyên pháp luân ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen phần thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do pháp không tin trở trong ba đường dương. Ta thà không ai pháp ma vào cõi niết bàn liền nhớ phần qua khứ thực hành chân phương tiện ta này chứng đương đạo cũng nên nói ba thừa lúng ta nghĩ thế đó mười phương phần đều hiện tiếng pháp an ủi ta hài thay đứng thanh ca bằng đạo sư thứ nhớ đưa khóa vô thượng ấy
tùy theo tất cả phần mà dùng xứng phương tiện. Chúng ta cũng đều được qua coi nhiều thứ nhớ về các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa tri kén mưa pháp nho chẳng từ tinh phần Phật cho nên dùng phương tiện quán biện nói các quả giàu lại nói ba thường. Chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời phán nên biết ta nghe ca đơn và tiếng nhìn màu răng sanh xứng Nam Mô Chư Phật ta lại như thế này ta ra đời trượt ác như các Phật đã nói ta cũng vẫn làm theo suy nghĩ việc đó rồi. Liền đến thành ba nơi ca pháp tương tinh gì không thể dùng lời bài bèn dùng trước phương tiện vì nắm tùy kheo nói đó gọi truyền pháp luân bèn có tiếng niết bàn cùng với a la hán cần pháp tăng khai các từ kiếm xa nhẫn lại. Khen bài pháp niết bàn dân hành khổ trong cha ta thường nói như thế xa lời phần phải biết ta thấy các phần tử chi quyết cầu phần đà vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phần. Từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này sơ dĩ Phật ra đời để vì nói phần tuệ này chính đã đúng giờ trả lời vẫn phải biết người căn chậm trí nhỏ kẻ chấp tướng kiêu mạng. Chẳng thể tin pháp này nay ta vui vô uy ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đã vô thượng Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi nghìn hai trăm lãng cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt càng đứng phận ra đời lâu xa khó gầm ra chính chữ hiện ra đời nói pháp này có hơn vô lượng vô số kiếm nghe pháp này cũng có hay nghe được pháp này người đó cũng lại có thí như hoa linh thoại tất cả đều ưa mến. Nên có trong trời người lâu lâu một lần trở người nghe pháp mừng khen nhân đang nói món lời thời là đã cúng dâng tất cả phận ba đời người đó rất yên có hơn cả hoa ưu đàm các ông chớ có nghĩ ta là vua khắc pháp pháp bảo các đại chúng. Chỉ dùng đạo nhân thơ dạy bảo các Bồ Tát không thành văn đề từ xã lời Phật các ông thành văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bi yếu của các phần. Bởi đời ác năm chưa chỉ tham mưa các dùng những chúng sanh như thế tròn không cầu phần đạo người ra đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận pháp đó đương giữ người tam quý trong rằng khuyến chỉ cầu phần đạo. Nên vì bọn người ai đồng khen đạo nhắn thừa xa lại phân nên biết pháp cả phận như thế dùng muôn ứng phương tiện tùy thời nghĩ nói pháp người chẳng học tầm tu không hiểu được pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là Thầy trong đời vì phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng xin rắn vui mừng từ biết sẽ thành Phật. Lúc bấy giờ đứng
định an lành mà dạy báo ngài xá lợi phân trí tuệ của ca đức phần rắn sâu vô lượng. Muốn trí tuệ đó có hiểu có vào tất cả hàng thanh văn cùng bình chi phận đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức phần. Trọn tu vô lượng đạo pháp của ca đức và giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thâm tròn hành pháp rất xấu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu. Trả lời phân từ ta thân phận đến nay càng muốn nhân duyên các môn thí dụ rộng hỏi ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện. Tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đứng vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát bị tám mũi đều sâu vào không ngần mẽ tròn nên tất cả pháp chưa từng có. Trả lời Phật Như Lai hay các món phân biệt kheo nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng xa lời phân tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức phần thầy đều trọn nên. Thôi xa lời Phật chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp khó hiểu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy tính như vậy thể như vậy lượng như vậy tác như vậy nhân như vậy duyên như vậy quả như vậy bao như vậy trưởng sao rốn như vậy. Bây giờ đừng thế tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật trí lực vô sở uy. Giải thoát ca tam mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu cánh đạo pháp nhìn màu rất sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy càng món tình tương nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc thương nói năng. Các loài chúng sanh khác không có ai hiểu được trừ các chúng Bồ Tát người rất tín bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tất cả lầu đà hán. Trụ thân rốt sau này các hạng người vậy thời sinh họ không kham được già sớ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn tri chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười
mười phương cõi cùng suy chúng so lượng, cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký lành vô lậu thân rốn sao cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng mong lòng trong vô lượng ân ký muôn phê phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dàn vô số phần rõ thấu các nghĩa thu lại hay kéo nói pháp như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung thủy lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng khối Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng khi cao cùng lại chẳng hiểu đường lại bao xa lời phương pháp nhìn màu rẫn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương Phật cũng vậy xa lời Phật phải biết lời phân nói không khen. Với pháp của Phật nói nên sinh chân tin chẳng pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa gia chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhà kiều trần như vân vân 1200 người và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãn tăng thanh văn duyên gia đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cớ chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên gia không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà phật ân cần khen ngợi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn không cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài xá lợi phân muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thắng lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền định giải thoát ấy đều chẳng nghĩ bàn được pháp chân nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm cớ chi. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiệm mạo hàng vô lậu la cung người cầu niết bàn nay đều xa lưỡi nghi Phật cớ chi nói thế hạng người cầu
duyên gia tỳ kheo, tỳ kheo ni cán trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghĩ nhìn trong đấng cúng tôn viện đó là thế nào. Kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân này con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp Rô Háo, vì là Đạo Phật làm con tư miệng Phật. Chăm tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền. Vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương đến đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ. Khi đó Đức Phật báo ngài xa lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó. Vì sao trong hồi đó vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy. Ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng Pháp Vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đơn phần lại ngăn xa lời Phật. Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kính nghi tùy kheo tăng thường bằng xe phải xa vào âm lớn. Khi đó đừng thế con lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không kính tinh lung ấy. Ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó, cuối xin nói đó. Nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi. Những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài xa lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử Phật xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kinh tinh pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng có nghìn hai trăm cùng hạng cầu Phật no nguyện phẩm vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe phạm mấy thời xin lòng vui mừng. Bây giờ đừng Thế Tôn bao ngày xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thư thỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có các tỳ kheo. Tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thấy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về vì sao.
Vì bọn người này đúng tội sao năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà cho đã chứng có lỗi dường ấy cho nên không ở lại đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản bây giờ đừng quấn báo ngài xa lời phân. Trong chúng ta đây không còn cành lá rằng có hạt chăng xa lời phận những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là tốt ông nay nên khéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời phất bánh rằng phân thưa Thế Tôn con nguyện ưa muốn nghe đừng Phật báo ngài xa lời có pháp màu như thế ca đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó như hoa linh thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần xa lời vâng các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng xa lời có đứng phần theo thời nghi nói pháp y thú khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện các món dám duyên lời lẽ thi vô diễn nói ca pháp pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó vì sao ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lời có sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời càng đứng vào Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai muốn chi kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời vì muốn chỉ chi kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiên văn mà hiện ra nơi đời xa lời phân đó là ca đơn phân do vì môn sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời đừng phần bao xa lời phong cán đơn phật như là chỉ giáo hoa bồ tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem chỉ kiến phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi xa lời phong đức như lai chỉ dùng một phật thường mà vì chúng sinh nơi pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca ca lời phật pháp của tất cả ca đơn phần ở mười phương cũng như thế xa lời phật thua quá khứ ca đơn phần dùng vô lượng vô số phương tiền các món nhân duyên lời lẽ chúng vô mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô rao đều được chứng nhân thiết trùng thiên trả lời quán thua vì lai ca đứng phần sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dù mà vì chúng sinh diện nói can phân vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo phần nghe pháp rô rao đều đưa chân thiết trùng chi xá lời phấn hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương các đương hoàng Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho
Đức Phật đó cũng dung vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp. Vì pháp đó đều là một phần thừa ca chúng sinh ấy theo phần nghe pháp rồi đó đều được chứng nhất thiết chủng trị ta lại pha ca đứng phần đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến phần vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng sự phương tiện mà vì đó nói pháp xa lời quán như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng trì. Xa lời quán trong cõi nước ở mười phương còn không có đời ác năm trường nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên cường mạnh trường như thế xa lời phân lung kiếp loạn trường chúng sinh nhớ đằng bọn thiền tham lam ganh ghét tròn nên cá căng chẳng làm cho nên ca đức phần dùng sư phương tiện nơi một phần thừa quân biệt nói thành ban trả lời phán nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử phần chẳng phải a la hán chẳng phải duyên giác lại nữa xa lời phá cản tỳ kheo tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân rốn sao rốn sao niết bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chứng quá là hắn mà không tin pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phần vì sao sau khi phần diệt đồn. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Thời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng không có thừa nào cả chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo đi cứu lòng tăng thương màng cần sự nam ngã màng cần sự nữ chẳng tin hàng bọn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chăng xá lời phật theo nghe pha của các phần được vô lượng sân phương tiện mà về chúng sinh
chúng sinh nghề các món đạo ra làm bao nhiêu những tánh vô nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. Dùng các duyên thủy dù lời lẽ chân phương viên khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh khổ khởi cùng bốn trừ bốn sinh vi tăng hứa cũng nói những nhân duyên thủy dù và trùng tung. Luận nghị cộng chính kinh căn đồn ưa pháp nhỏ tham trầm nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sâu màu bị ca khô não loạn thì nó nói niên bàn ta bài phương tiện đó khiến đeo vào tuệ phần. Chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ quán của ta thuận theo chúng sanh nói. Vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng căn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu màu vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây. Ta ghi cho người đó đời sau thân phân đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khâm minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường. Thanh văn hoàng Bồ Tát nghe ta nói pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa và không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ và ca Phật ra nơi đời chỉ một việc này thực thay thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường. Như hoa của mình được đại hoài lực trang nghiêm dùng đầy đồ chúng sanh từ chứng đạo vô thường phàm bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người thời ta đó chân tham việc ấy ta không được nếu người tin về Phật Như Lai chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả trong cả pháp nên phần ở mười phương mà điên không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm. Ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng vì nói thực tướng ân xá lời phần nên biết ta muốn làm thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện. Này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều tiến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng cứu cõi lành. Chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái sinh thổ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thủ bào thái đời đời tăng trưởng luôn. Người đứng mong in vừa căng chờ khổ bước ngắn vào rừng rậm ta kia hoàng chấm có chắc không nương ra căng chấp này đầy đủ sáu mươi hai chấp chàng pháp hướng vọng bền nhận không bỏ đường.
Dạ màn từ quê cao vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ước kiếp chẳng nghe danh tự và cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương tiện nói các đạo dứt khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần diệt các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lặng. Phần tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật ta có chức phương tiện mở bài khám ba thừa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này. Đều đang trừ nghi lầm lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kiếm đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn ma phương ức phần. Số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng món duyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường. Đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi phần đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác. Chúng bài nghề đệ nhân nếu có loài chúng sinh gầm các phần qua cứ hoặc nghe pháp bồ thí hoàn trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài các món tu phước toàn. Những người như thế đó đều đà thành phân đạo sao ca phân diệt đồ nêu người lòng lành diệu ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi người cung gian trả lời. Những muôn ấn thư ta vàng bạc mà pha lê xa cử cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàn có dân miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn. Rành ngói bùng đăng thái hoàng ở trong đồng trong chưa đăng thành miếu phần nhận đến đồng tư dẫn nhôm ca thành tam phần những hàng người như thế đào đã thành phấn đồng. Nếu như người bị Phật hay dân các hình tượng chạm trổ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bài báo làm cao đồng bạch đồng đó chất nhóm cùng chi kem. Sang vô cùng với vùng hoặc dùng keo sang vai nghiêm sức làm thương phần những người như thế đó đều đã thành phận đã về vời làm tương quan trăm tương phước trang nghiêm tư làm mong bao người. Đều đã thành hoàng đạo nhân đến đồng tử nhân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát đồ thoát vô lượng chung nếu người nơi tam miếu tường báo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn. Đánh trong thôi trần áo tiêu đến cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng vàng hát hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phần. Nhận đến một tiếng nhớ đều đã thân phận đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa
cúng và nơi tương về lần thấy ca đứng và hoặc bồ thượng có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay. Nhận đến giờ một tay hoàng lại hai cúi đầu dùng đây cũng vàng tượng lần thay vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niên bàn như cúi hết lửa tăng. Nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham miếu một chân nam mô phần đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tại thế hoàng diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đàn. Ca Thế Tôn vì lai do nhiều không thế lượng ca đức như lại đó cùng phương tiện nói pháp ca ca càng như lai dùng vô lượng phương tiện đồ thoa ca chúng sanh vào trí vô lậu hoàng nếu có người nghe pháp. Hôm nay chẳng thành Phật ca và quán thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đường đau này ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp môn kỳ thực vì nhất thường. Theo Phật hướng tôn con biệt pháp và thường không tính giống Phật theo duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết ra rồi đức và phương tiện nói. Hiện nay mười phương và của trời người cung và số nhiều như hàng xa hiện ra nơi thế gian vì an hồn chung sanh cung nói pháp như thế bia vấn bàn thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì văn thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng xứng tinh tấn và ca cánh lời đồn dùng các món nhân duyên. Ý dù cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy vì an hôn chúng sinh dùng không các môn pháp môn ráo bài nơi phần đạo ta dùng chứng trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói càng pháp. Đều kiến đưa vui mừng xa lời phấn nên biết ta dùng mắng phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước về vào đường yên sinh tư khổ nỗi luôn công dứt sao tham nơi ngộ dụng như trâu mà mến đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp dính sự khổ sâu vào càng ta kiến lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này mà sinh lòng đại bi xưa tu ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong hai mươi ngày suy nghĩ việc như vậy trí tuệ của ta được vi diệu rằng cứ nhờ chúng sinh cả căn chậm tham vui si làm mùng. Các hàng người như thế làm sao mà đổ được bây giờ các phạm vương cùng các trời đệ thánh bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng các trăm nghìn ức quyến thuần. Chăm tay cùng kinh lệ thánh ta chuyên pháp luân ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen phần thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do pháp không tin rỡ trong ba đường dương. Ta thà không nói pháp ma vào cõi niết bàn liền nhớ phần qua khứ thực hành chân phương tiện ta này chứng đương đạo cũng nên nói ba thừa lúng ta.
tà nghĩ thế đó mười phương phân đều hiện tiếng pháp an ủi ta hài thay đứng thanh ca bằng đạo sư thứ như đưa khóa vô thượng ấy tùy theo tất cả phần mà dùng xứng phương tiện. Chúng ta cũng đều được qua coi nhiều thứ nhớ vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa tri kén mưa pháp nho chẳng tự tin phần Phật cho nên dùng phương tiện quân biện nói các quả giàu lại nói ba thường. Chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời phóng nên biết ta nghe ca đưa và tiếng nhìn màu răng sanh xứng Nam Mô chư Phật ta lại như thế này ta ra đời trượt ác như các Phật đã nói ta cũng vẫn làm theo suy nghĩ việc đó rồi. Liền đến thành ba nơi ca pháp tương tình gì không thể dùng lời bài bèn dùng trước phương tiện vì nắm tỳ kheo nói đó rồi truyền pháp luôn bèn có tiếng niết bàn cùng với a la hán cần pháp tăng khai các từ kiếm xa nhẫn lại. Khen bài pháp niết bàn dân hân khổ trong cha ta thường nói như thế xa lời phần phải biết ta thấy các phần tử chi quyết cầu phần đạo vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phần. Từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này sơ dĩ Phật ra đời để vì nói phần tuệ này chính đã đúng giờ trả lời vẫn phải biết người căn chậm trí nhỏ kẻ chấp tướng kiêu mạng. Chẳng thể tin pháp này nay ta vui vô uy ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đã vô thượng Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi nghìn hai trăm lần cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt càng đứng phận ra đời lâu xa khó gầm ra chính chữ hiện ra đời nói pháp này có hơn vô lượng vô số kiếm nghe pháp này cũng có hay nghe được pháp này người đó cũng lại có thí như hoa linh thoại tất cả đều ưa mến. Nên có trong trời người lâu lâu một lần trở người nghe pháp mừng khen nhân đang nói món lời thời là đã cúng dâng tất cả phận ba đời người đó rất yên có hơn cả hoa ưu đàm cả ông chớ có nghĩ ta là vua khắp pháp khắp bảo các đại chúng. Chỉ dùng đạo nhân thơ dạy bảo các Bồ Tát không thành văn đề từ xã lời Phật các ông thành văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bi công yêu của các phần. Bởi đời ác năm chưa chỉ tham mưa các dùng những chúng sanh như thế tròn không cầu phần đạo người ác đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận pháp đó đương giữ người tam quý trong rằng quyến chỉ cầu phần đạo. Nên vì bọn người ấy đồng khen đạo nhắn thừa xa lời Phật nên biết pháp cả phẩm như thế dùng muôn ứng phương tiện tùy thời nghi nói pháp người chẳng học tầm tu không hiểu được pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời vì phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng sinh rắn vui mừng từ biết sẽ thành Phật.
tuệ của các đức Phật rất sâu vô lượng. Muốn trí tuệ đó có hiểu có vào tất cả hàng thanh văn cùng binh chi Phật đều không biết được, vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức Phật. Trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thâm tròn nên pháp rất xấu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu. Trả lời Phật từ ta thân vẫn đến nay càng muốn nhân duyên các món thí dụ rộng nói ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm, vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đức vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẻ tròn nên tất cả pháp chưa từng có vô. Trả lời Phật Như Lai hay các món phân biệt theo nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng ta lời phân tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tăng hữu đức Phật thầy đều trọn nên. Thôi xa lời Phật chẳng cần nói nữa, vì sao vì pháp khó hiểu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, trưởng sao rốn như vậy. Bây giờ đừng thế tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật trí lực vô sở uy. Giải thoát ca tam mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được, vốn từ vô số phận đầy đủ tu cánh đạo pháp nhìn màu rất sâu khó thấy khó rõ được, trong vô lượng ứng kiếp tu các đạo đó rồi đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy, càng món tin tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tướng nói năng. Các loài chúng sinh cả không có ai hiểu được trừ cả chúng Bồ Tát người rất tin bền chặt, các hàng đệ tử Phật từng cúng dường cả Phật tất cả lầu đà hên. Trụ thân rốt sau này các hạng người vậy thời sinh họ không kham được, già chớ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn tri chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so lượng cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia trí lành vô lậu thân rốn sơ.
cũng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre. Hàng này chúng một lòng trong vô lượng ân khi muôn xe phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dạng vô số phần rõ sâu các nghĩa thu lại hay kéo nói pháp. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa tay đều chung quý lượng cho biết đường trí phần hàng bằng khối Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng khi cao cùng lại chẳng hiểu đường lại bao xa lời phương pháp nhìn màu rẫn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương và cũng vài xa lời Phật phải biết lời phân nói không khen. Với pháp của Phật nói nên sinh chân tin chân pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa giáo chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhà kiều trần như vân vân 1200 người và các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãng tâm thanh văn duyên gia đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cớ chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên gia không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà phật ân cần khen ơi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng y cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài xa lời phân muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền định giải thoát ấy đều chẳng nghĩ bàn được pháp chân nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền lửa cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiệm màu hàng vô lậu la cầu niếm bàn này đều xa lưỡi nghi Phật cơ chỉ nói thế hạng người cầu duyên gia tùy kheo đi cán trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngói
cúng tôn viện đó là thế nào. Kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân này con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp rô ra, vì là đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chấm tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền. Vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương lên đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ. Khi đó được Phật báo ngài xa lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó. Vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh phẩm lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy. Ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng Pháp Vương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đừng phần lại xa lời Phật. Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kinh nghi tỳ kheo tăng thường mạng sẽ phải xa vào âm lớn. Khi đó đừng Thế Tôn lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không tính tình lung ấy. Ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó, cuối xin nói đó. Nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài xa lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử Phật xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kính tin pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lắm lời Phật. Chúng có nghìn hai trăm cùng hạng cầu Phật no nguyện phân vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe phạm mấy thời xin lòng vui mừng. Bây giờ đừng Thế Tôn bao ngày xa lời Pháp ông đã ân cần ba phen thứ thỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đón. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có các tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thấy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này không tội sao năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà
cho đã chứng có lỗi giường ấy, cho nên không ở lại. Đừng Thế Tôn yên lặng không ngăn cản, bây giờ đừng quấn báo ngài xa lời phân. Trong chúng ta đây không còn cành lá rằng có hạt chăng, xa lời phận những gã tăng thường mạng như vậy, lui về cũng là tốt. Ông nay nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài trả lời Phật bánh rằng: Vâng thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe đừng phạm báo ngài xa lời có pháp màu như thế. Ca Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, đó như hoa linh thoại đến thời tiếng mới hiện muôn lần. Xa lời vâng các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Xa lời Phật ca đứng phần theo thời nghi nói, pháp y thú khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thi vô nhiễm nói ca pháp mà đó không phải là suy lương phân biệt, mà có thể hiểu chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời, xa lời Phật sao nói rằng ca đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Ca đức Phật Thế Tôn nguyện muốn cho chúng sinh khai tri kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xa lời Phật đó là ca đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đừng Phật bao xa lời Phật các đức Phật Như là chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường. Vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi. Xa lời Phật đức Như Lai chỉ dùng một Phật thường mà vì chúng sinh nói pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca. Tha lời Phật pháp của tất cả ca đứng phần ở mười phương cũng như thế. Xa lời Phật của quá khứ ca đứng phần dùng vô lượng vô số phương tiền. Các món nhân duyên lời lẽ thông thế vô mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa. Nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe pháp rô ráo đều đường chứng nhân thuyết trùng tri. Trả lời Phật thưa vì lai ca đứng Phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện. Các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh diện nói càng phàm hiền. Vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe pháp rô ráo đều đưa chân thiết trùng tri. Xá lời phấn hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương chúng. Càng đương hoàng Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh. Ca đức phần đó cũng dung vô lượng vô số phương tiền. Càng món nhân duyên lời lẽ
lẽ thí dụ mà vì chúng sinh nhiều nói càng phàm. Vì phàm đó đều là một phần thừa ca chúng sinh ấy theo phần nghe pháp rồi đó đều được chứng nhất thiết trùng kiến phân lại pha ca đứng phần đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến phần phải xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia dùng ca món nhân duyên lời lẽ thí dù cùng trước phương tiếng mà vì đó nói pháp xa lời quán như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng tiên. À, khi ta lời quán trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa hà hùng có ba xa lời Đức Phật hiện ra trong đời ác năm trường, nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường. Kiên cường mệnh trường như thế xa lời Phật lung kiếp loạn trược chúng sinh nhớ đằng bọn thiền tham lam ganh ghét tròn nên các căn chẳng lành cho nên ca đức Phật dùng sư phương tiền nơi một phần thừa quân biệt nói thành ban. Trả lời Phật nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa Bồ Tát người này chẳng phải đệ tử phần. Chẳng phải a la hán, chẳng phải duyên gian lại nữa xa lời Phật cản tỳ kheo, tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân trốn sao rốt sao nghĩa bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đàng chính giác. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chứng quá là hắn mà không tiêu những pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phần vì sao sau khi phần diệt đồn. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Thời ca đưa Phật Như Lai nói không hư vọng không có thừa nào cả chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo ni cứu lòng tâm màng cần sự nam ngã màng cần sự nữ chẳng tin hàng bôn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình. Thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chân xá lời Phật theo em. Pha của các phần được vô lượng sân phương tiện mà vì chúng sinh nói tâm của chúng sinh nghề các món đạo ra làm bao nhiêu những tánh vô nghiêm
lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. Dùng các duyên thủy dù lời lẽ chân phương viên khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh khổ khởi cùng bốn trừ bốn sinh đi tăng hứa cũng nói những nhân duyên thủy dù và trùng tung. Luận nghị công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham trầm nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sâu màu bị ca khô não loạn vì nó nói niên bàn ta bài phương tiện đó khiến đeo vào tuệ phần. Chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ quán của ta thuận theo chúng sanh nói. Vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh này có phần tử tâm tình em nhiều cũng căn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu màu vì hàng phân tử này nói kinh đại thừa đây. Ta ghi cho người đó đời sau thân phận đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình hình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khắp minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường. Thanh văn hoàng Bồ Tát nghe ta nói pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ và ca Phật ra nơi đời chỉ một việc này thực thay thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường. Như hoa của mình được đã hoài lực trang nghiêm dùng đầy độ chúng sanh từ chứng đạo vô thường pháp bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người thời ta đọa chân tham. Việc ấy ta không được nếu người tin về Phật như là chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả trong ca pháp nên phần ở mười phương mà riêng không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm. Ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng vì nói thực tướng ân xá lời phần anh biết ta vốn lắm thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện. Này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều biến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng cứu cõi lành. Chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái xin thổ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thủ bào thái đời đời tăng trưởng luôn. Người đứng mong in vừa các sự khổ bước ngắn vào rừng rậm ta kia hoàng chấm có chấp không nương ra căn chấp này đầy đủ sáu mươi hai chấp chàng khoám hư vọng bền nhận không bỏ đường.
Nhãn mạng từ khoe cáo vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ước kiếp chẳng nghe danh tự và cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương tiện nói các đạo dân khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần diệt các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lặng. Phật tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật ta có chức phương tiện mở bài cấm ba đưa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này. Đều nên trừ nghi lắm lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kiếm đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần. Số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng món nguyên thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó đều nói pháp nhất thường. Đồ vô lượng chúng sinh thiên vào nơi phần đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thánh tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác. Chúng bài nghĩa đệ nhân nếu có loài chúng sanh gầm ca phẩm qua cứ hoặc nghe pháp bồ thí hoàn trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài ca món tu phước toàn. Những người như thế đó đều đà thành phân đạo sao ca phân diệt đồ nêu người lòng lành diệu ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi người cung gian trả lời. Những muôn ân thư ta vàng bạc mà pha lê xa cừ cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàng có dân miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn. Rành ngói bùng đăng thái hoàng ở trong đồng trong chưa đăng thành miếu phật nhận đến đồng tư dẫn nhôm ca thành tam phần những hàng người như thế đạo đã thành phấn đồng. Nếu như người vì Phật hay dân các hình tượng chạm chỗ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bái báo làm thao đồng bạch đồng đó chất nhóm cùng chi kem. Sang gỗ cùng với bùn quẩn dùng keo sang vai nghiêm sức làm tướng phần những người như thế đó đều đã thành phận đã về vời làm tương quan trăm tương vướng trang nghiêm tư làm hoàng bao người. Đều đã thành hoàng đạo nhân là đồng tử nhân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát đồ thoát vô lượng chung nếu người nơi tam miếu tường bảo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dàng hoằng khiến người thối nhàn. Đánh trong thôi trần áo tiêu đến cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng vàng hết hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phần. Nhận đến một tiếng nhớ đều đã thân phận đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng
và nơi tướng về lần thấy cá đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay. Nhận đến giờ một tay hoàng lại hai cúi đầu dùng đây cũng dàn tượng lần thấy vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niên bàn như cúi hết lửa tăng. Nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham nếu một chân nam mô phần đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tại thế hoàn diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo. Ca Thế Tôn Kỳ Lai do nhiều không thể lượng ca công đức Như Lai đó cùng phương tiện nói pháp ca ca các Như Lai dùng vô lượng phương tiện đồ thoa ca chúng sanh vào trí vô lậu quần nếu có người nghe pháp. Không ai chẳng thành Phật ca và quán thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đường đau này ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp muốn kỳ thực vì nhất thường. Theo Phật lượng chúng con bìa pháp và thường không tin giống Phật duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết rồi đức và phương tiện nói. Hiện nay mười phương và của trời người cung dường số nhiều như hằng xa hiện ra nơi thế gian vì an hồn chung sanh cung nói pháp như thế bia vấn bà cư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài ca món đạo kỳ thực vì văn thừa biết ca thành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng xứng tinh tấn và ca cánh lời đồn dùng ca món nhân duyên. Ví dụ cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy vì an ổn chúng sinh dùng các môn pháp môn ráo bài nơi phần đạo ta dùng chân trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói càng pháp. Đều kiến lừa vui mừng xa lời phấn nên biết ta dùng mắn phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước tuệ vào đường yên sinh tư khổ nỗi luôn công dứt sao tham nơi ngộ dụng như trâu màu mến đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp dính sự khổ sâu vào càng ta kia lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này mà sinh lòng đại bi xưa tu ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy trí tuệ của ta được vì diệu đáng thứ nhất chúng sinh cả căn chậm tham vui si làm mùng. Các hàng người như thế làm sao mà đổ được bây giờ các phạm vương cùng các trời đệ thánh bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng ở các trăm nghìn ức quyến thuần. Chăm tay cùng kinh lệ tính ta chuyên pháp luân ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen phần thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do pháp không tin rỡ trong ba đường dương. Ta thà không ai pháp ma vào cõi niết bàn liền nhớ phần qua khứ thực hành chân phương tiện ta này chứng đương đạo cũng nên nói ba thừa lúng
tà nghị thế đó mười phương vẫn đều hiện tiếng pháp an ủi ta hài thay đứng thanh ca bằng đạo sư thứ như đưa khóa vô thượng ấy tùy theo tất cả phần mà dùng xứng phương tiện. Chúng ta cũng đều được qua coi nhiều thứ nhớ về các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa tri kém mưa pháp nho chẳng từ tinh phần Phật cho nên dùng phương tiện quán biện nói các quả giàu lại nói ba thường. Chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời phóng nên biết ta nghe ca đưa và tiếng nhìn màu răng sanh xứng Nam Mô chư Phật ta lại nghĩ thế này ta ra đời trượt ác như các Phật đã nói ta cũng vẫn làm theo suy nghĩ việc đó rồi. Liền đến thành ba nơi ca pháp tương tinh gì không thể dùng lời bài bèn dùng trước phương tiện vì nắm tùy kêu nói đó gọi truyền pháp luôn bèn có tiếng niết bàn cùng với a la hán cần quan tâm khai các từ kiếm xa nhận lại. Khen bài pháp niết bàn dân hành khổ trong cha ta thường nói như thế xa lời phần phải biết ta thấy các phần tử chi quyết cầu phần đà vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phần. Từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này sơ dĩ Phật ra đời để vì nói phần tuệ này chính đã đúng giờ trả lời vẫn phải biết người căn chậm trí nhỏ kẻ chấp tướng kiêu mạng. Chẳng thể tin pháp này nay ta vui vô uy ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đã vô thượng Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi nghìn hai trăm lần cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt càng đứng phận ra đời lâu xa khó gầm ra chính chữ hiện ra đời nói pháp này có hơn vô lượng vô số kiếm nghe pháp này cũng có hay nghe được pháp này người đó cũng lại có thí như hoa linh thoại tất cả đều ưa mến. Nên có trong trời người lâu lâu một lần trở người nghe pháp mừng khen nhân đang nói một lời thời là đã cúng dâng tất cả phận ba đời người đó rất yên có hơn cả hoa ưu đàm các ông chớ có nghĩ ta là vua khắc pháp pháp bảo các đại chúng. Chỉ thần đạo nhân thơ dạy bảo các Bồ Tát không thành văn đề từ xã lời Phật các ông thành văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bi yếu của các phần. Bởi đời ác năm chưa chỉ tham mưa các dùng những chúng sanh như thế tròn không cầu phần đạo người ra đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận pháp đó đương giữ người tam quý trong rành quyến chỉ cầu phần đạo. Nên vì bọn người ấy đồng khen đạo nhắn thừa xa lại phương nên biết pháp các phận như thế dùng muôn ứng phương tiện tùy thời nghĩ nói pháp người chẳng học tầm tu không hiểu được pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là Thầy trong đời vì phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng sinh rắn vui mừng từ biết sẽ thành Phật.
chánh định an lành mà dạy báo ngài cả lời con trí tuệ của ca đức phần rắn sâu vô lượng. Muốn trí tuệ đó có hiểu có vào tất cả hàng thanh văn cùng bình chi phận đều không biết được vì sao Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ứng vô số ca đức phần. Trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức và giống mạnh tinh tấn danh tốt đồng thâm tròn an pháp rất xấu chưa từng có theo thời nghi mà nói pháp ý thu khó hiểu. Trả lời phân từ ta thân phận đến nay càng muốn nhân duyên các môn thí dụ rộng hỏi ngôn giáo dùng vô số phương tiện nhiều dẫn chúng sanh làm cho ta lìa lòng chấm vì sao đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện. Tri kiến và ba la mật tha lời phân tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa đứng vô lượng vô ngài lực vô sở uy thuyền định giải thoát tám mũi đều sâu vào không ngần mẻ tròn nên tất cả pháp chưa từng có. Trả lời phân Như Lai hay các biệt theo nói các pháp lời lẽ em dịu vui đem lòng chúng xa lời phân tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp vì tầng hữu đức phần thầy đều trọn nên. Thôi xa lời phân chẳng cần nói nữa vì sao vì pháp khó hiểu in có thứ nhất mà phần tròn nên đó chỉ có phần cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thần của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tính như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bao như vậy, trường sao rốt như vậy. Bây giờ đừng thế con muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói bài kể rằng đấng thế hùng có lượng cán trời cùng người đời tất cả loài chúng sanh không ai hiểu đường Phật trí lực vô sở uy. Giải thoát ca tam mười ca pháp ca của Phật không ai so lường được vốn từ vô số phận đầy đủ tu cánh đạo pháp nhìn màu rất sâu khó thấy khó rõ được trong vô lượng ứng kiếp tu các đạo đó rồi. Đạo tràng được chứng qua ta đều đã thấy biết qua bao lớn như vậy càng món tình tương nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được viện đó pháp đó không chỉ được văn bạc tương nói năng. Các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được trừ các chúng Bồ Tát người rất tín bền chặt các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật tất cả lầu đà hán. Trụ thân rốt sau này các hạng người vậy thời sinh họ không kham được già sớ đầy thế gian đều như xa lời phấn cùng suy chúng so lường chẳng lường được phấn tri chính sự cấp mười phương. Đều như xa lời phấn và các đệ tử ca cũng đầy mười phương cõi cùng suy chúng so
đường cũng lại chẳng biết được bậc duyên gia ký lành vô lậu thân rốt sao cũng đầy mười phương có số đông như rừng tre. Hàng này chúng một lòng trong vô lượng ân khi muôn phê phận thần chỉ chẳng biết đưa chúng phần Bồ Tát mới phá tâm cũng dàn vô số phần rõ thấu các nghĩa thu lại hay kéo nói pháp. Như lúa mẹ trẻ lao đông đầy mười phương cõi mong lòng dùng trí màu trái cho kim hàng xa thấy đều chung thủy lượng chẳng biết đường trí phần hàng bằng khối Bồ Tát số đông như hàng xa. Một lòng chúng khi cao cùng lại chẳng hiểu đường lại bao xa lời phương pháp nhìn màu rẫn sâu vô lậu có nghi bàn nay ta đã đường đủ chỉ ta biết tương đó mười phương Phật cũng vậy xa lời Phật phải biết lời phân nói không khen. Với pháp của Phật nói nên sinh chân tin chẳng pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng thành văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sơ phương tiện dạy cho ba thừa gia chúng sinh nơi nơi chớm dần đó khiến ra khỏi khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lầu tân a la ngài a nhã kiều trần như vân vân 1200 người. Và các tỳ kheo hữu tỳ kheo ni cần sự nam cung cần sự nữ hàng người vãn tăng thanh văn duyên gia đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cớ chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này cấp. Pháp của phần chứng rắn sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên gia không thể đến được đức Phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn. Mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu lòng ấy ngài xa lời phân biến lòng nghi của bốn chúng chính mình cũng chưa rõ liền bạch phân rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiền thứ nhất nhiễm màu. Rất sâu khó hiểu của ca đơn và con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi cuối xin Đức Thế Tôn bài nói việc đó cớ gì mà đừng Thế Tôn ân cần khen ngợi. Pháp nhìn màu rắn sâu khó hiểu khi đó ngài xá lợi phân muôn tuyến lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng Huệ Nhật Đại Thắng lâu mới nói pháp này tự nói pháp mình chứng lực vô ý tam mùi. Thuyền định giải thoát phải đều chẳng nghĩ bàn được pháp chân nơi đạo tràng không ai hỏi đến được ý con có liền được cũng không ai hay hỏi không hỏi mà tự nói khiến người đau mình làm. Càng đứng phần chân đưa trí tuệ rất nhiệm mạo hàng vô lậu la cầu niếm bàn này đều xa lưỡi nghi Phật cơ chỉ nói thế hạng người cầu duyên giá tùy kéo đi cả
trời đồng quỷ thần. Và càng tha ba thải ngó nhau cứu lòng nghĩ nhìn trong đông cúng tôn viện đó là thế nào kinh Phật vì dạy cho trong ca chúng thanh văn Phật nói con hạng nhân nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ đường. Vì là Pháp Rô Ra, vì là Đạo Phật làm con tư miệng Phật sáng chấm tay nhìn trong chờ xin ban tiếng nhiễm máu liền. Vì nói như thần các trời đông thần thái số đông như hành xa Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương đến đều lòng kinh chắc mà tai muôn nghe đào đầy đủ khi đó được Phật báo ngài xa lời pháp thôi tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời. Các trời và người đều sẽ kính sợ nghi ngờ ngài xa lời Phật lại bằng phần rằng thưa Thế Tôn cuối xin nói đó cuối xin nói đó vì sao trong hồi đây có vô số trăm nghìn muôn ứng tăng kỳ chúng sanh đã từng gặp cả Đức Phật. Các căn mạnh lệ trí tuệ sáng số được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin lúc ấy ngài xa lời Phật muôn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng đấng pháp phương vô thượng xin nói nguyện đừng lo. Vô lượng chúng hồi đây có người hay kính tin đơn phần lại ngăn xa lời Phật nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ kính nghi tùy kéo tăng thường bằng xe phải xa vào âm lớn. Khi đó đừng thế con lại nói kể rằng thôi thôi chẳng nên nói phạm ta nhiều khó nghĩ những kẻ tăng thương mà nghe ác không kính tinh lung ấy ngài xa lời phấn bành Phật rằng thưa Thế Tôn. Cuối xin nói đó, cuối xin nói đó, nay trong hội này hàng người sang bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo phần học hỏi những người như thế chắc hay kinh tinh lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài xa lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đấng vô thượng lượng túc xin nói pháp đệ nhất con là trưởng tử Phật xin thương phân biệt nói vô lượng chúng hồi đây. Hay kính tin pháp này đời đời Phật đã từng giao hòa chúng như thế đều một lòng chăm tay muốn nghe lắng lời Phật chúng có nghìn hai trăm cùng hạng cầu Phật no nguyện phẩm vì chúng này. Cuối xin phân biệt nói chúng đây nghe phạm mấy thời xin lòng vui mừng bây giờ đừng thế toàn bao ngày xa lời Phật ông đã ân cần ba phen thư thỉnh đâu được chẳng nói ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó. Ta sẽ về ông phân biệt nhảy nói khi đứng Phật nói lời đó trong hồi có các tỳ kheo ni cần sự nam cần sự nữ ca thấy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về vì sao? Vì bọn người này không
cõi sâu năng cùng tăng thương mạng chưa được mà nói đã được chưa chứng mà câu cho đã chứng có lỗi dường ấy cho nên không ở lại đừng thế tôn yên lặng không ngăn cản bây giờ đừng quấn báo ngài xa lời phân. Trong chúng ta đây không còn cành lá răng có hạt chăng xa lời phận những gã tăng thường mạng như vậy lui về cũng là tốt ông nay nên khéo nghe ta sẽ vì ông mà nói ngài xa lời phất bánh rằng. Phân thưa thế tôn có nguyện ưa muốn nghe đừng phạm báo ngài xa lời có pháp màu như thế ca đức phật như lai đến khi đúng thời mới nói đó như hoa linh thoại đến thời tiếng ông giác hiện muôn lần xa lời phán cán ông nên tin lời của phật nói không hề hư vọng xa lời phật ca đứng phần theo thời nghi nói pháp y thú khó hiểu vì sao ta dùng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thi vô diễn ca pháp pháp mà đó không phải là suy lớn phân biệt mà có thể hiểu chỉ có các đức phật mới biết được đó vì sao ca đức phật thế tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời xa lời phật sao nói rằng ca đức phật thế tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời ca đức phật thế tôn vì muốn cho chúng sinh khai tri kiến phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời vì muốn chỉ tri kiến phật cho chúng sinh mà hiện ra nơi đời vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến phật mà hiện ra nơi đời xa lời phật đó là ca đức phật do vì môn sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời đừng phần bao xa lời phật cán đức phật như là chỉ giáo hóa bồ tát những điều làm ra thường vì một việc chỉ đem tri kiến phật chỉ cho chúng sinh tỏ ngộ thôi xa lời phật đức như lai chỉ dùng một phật thường mà vì chúng sinh nơi pháp không có ca thừa hoặc hai hoặc ba ca ca lời phật pháp của tất cả ca đơn phần ở mười phương cũng như thế xa lời phật thuở quá khứ ca đơn phần dùng vô lượng vô số phương tiền các món nhân duyên lời lẽ ví dụ mà vì chúng sinh hiện nói các pháp phi phạm đó đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo chư phật nghe pháp rô rao đều được chứng nhân thiết trùng thiên xa lời phật thuở vì lai ca đứng phật sẽ ra đời cũng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dù mà vì chúng sinh diện nói can phân vì pháp ấy đều là một phần thừa nên các chúng sinh đó theo phật nghe pháp rô rao đều đưa chân thiết trùng chi xá lời phấn hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi phần ở mười phương các đương hoàng thế tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh ca đức phật
phần đó cũng dung vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thí dụ mà vì chúng sinh nhiên nói các pháp. Vì pháp đó đều là một phần thừa ca chúng sinh ấy theo phần nghe pháp rồi đó đều được chứng nhất thiết chủng trị ta lại phật ca đứng phần đó chỉ giáo hóa bồ tát vì muốn đem tri kiến phần mà chỉ cho chúng sanh. Vì muốn đem tri kiến phần cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến phật vậy xa lời phần này ta cũng lại như thế do biết cả chúng sinh có những điều ưa muốn. Thân tâm mê chấm ta tùy theo bàn tánh kia dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng sự phương tiện mà vì đó nói pháp xa lời quán như thế đều vì để chứng được một phần thừa những tiếng chúng trì. Xa lời quán trong cõi nước ở mười phương còn không có đời ác năm trường nghĩa là kiếp trước phiền não trước chúng sinh trường kiên cường mạnh trường như thế sao cho nó lời văn lung kiếp loạn trược chúng sinh nhớ đằng bọn thiền tham lam ganh ghét tròn nên các căn chẳng lành cho nên ca đức văn dùng sư phương tiền nơi một phần thừa quân biện nói thành ban. Trả lời văn nêu đệ tử ta tự cho mình là lãng cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của cá đơn phần như là chỉ giáo hóa bồ tát người này chẳng phải đệ tử phần chẳng phải a lãng chẳng phải duyên giác lại nữa xa lời phó cán tỳ kheo tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được a la hán là thân rốn sao rốn sao nhiếc bàn bèn chẳng là chỉ quyết cầu đạo vô thượng chính đàng chính văn. Nên biết bọn đó là kẻ tăng thương mang vì sao nếu có tỳ kheo thần chứng quá a la hán mà không pháp này quý không có lẽ ấy trừ sau khi phần diệt độ hiền tiền không phần vì sao sau khi phần diệt đồn. Những kinh như thế người hay thọ trì đọc tùng hiểu nghĩa rằng khó có được nếu gặp đừng phận các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ xa lời Phật các ông nên mong lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy. Thời ca đưa Phật như lai nói không hư vọng không có thừa nào cả chỉ có một phần thừa thôi khi ấy đứng Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng tỳ kheo đi cứu lòng tăng thương màng cần sự nam ngã màng cần sự nữ chẳng tin hàng bôn chúng như thế số kia có năm nghìn chẳng tự thấy lỗi mình nơi giới có thiếu số tiếng giữ tội quấy mình thì nhờ đó đã ra bọn cam tâm trong chúng quy đức phần phải đi gã đó kèm phước đức chẳng cam lãnh pháp này chúng nay không cành lá chỉ có những hồn chăng xá lời phật theo nghe pháp của các phần được vô lượng sân phương tiện mà vì chúng sinh nói
tâm của chúng sinh ngày càng món đạo ra làm bao nhiêu những tâm vô nghiêm lành giữ đời trước Phật biết hơn thế rồi. Dùng các duyên thủy dù lời lẽ chân phương viên khiến tất cả vui mừng hoặc là nói thế kinh khổ khởi cùng bốn trừ bốn sinh vi tăng hứa cũng nói những nhân duyên thủy dù và trùng tung. Luân nghi công chính kinh căn đồng ưa pháp nhỏ tham trầm nơi sinh tử nơi vô lượng đừng phàm chẳng tu đạo sâu màu bị ca khô não loạn thì nó nói niên bàn ta bài phương tiền đó khiến đeo vào tuệ phần. Chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo sơ dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa chính bộ pháp của ta thuận theo chúng sanh nói. Vào đại thừa làm gốc nên mời nói kinh lại có phần tử tâm tình em nhiều cũng căn lời nơi vô lượng các phẩm mà tu đạo sâu màu vì hàng tử này nói kinh đại thừa đây. Ta ghi cho người đó đời sau thân phận đạo bởi thâm tâm niệm Phật cố trì tình giới vậy hạng này nghe thành Phật rất mừng đầy khâm minh Phật biết tâm của kia nên vì nói đại thường. Thâm văn hoàng Bồ Tát nghe ta nói pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghĩ trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa pháp không hai cũng không ba trừ Phật phương tiện nói. Chỉ dùng danh từ giả dân dân ca chúng sanh vì nói trí tuệ và ca Phật ra nơi đời chỉ một việc này thực thay thứ chẳng phải trơn tròn chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sinh Phật tự trụ đại thường. Như hoa của mình được đại hoài lực trang nghiêm dùng đầy đồ chúng sanh từ chứng đạo vô thường pháp bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người thời ta đó chân tham. Việc ấy ta không được nếu người tin về Phật Như Lai chẳng dối gà cũng không lòng tham ghen với cả ác trong cả pháp nên phần ở mười phương mà điên không chỗ sợ ta dùng tướng trang nghiêm. Ánh sáng soi trong đời đấng vô lượng chúng trọng vì nói thực tướng ân xá lời phần nên biết ta vốn lắm thề nguyện muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác như ta xưa đã nguyện. Này đã đầy đủ rồi đồ tất cả chúng sanh đều tiến vào phần đạo nếu ta gặp chúng sanh dùng phần đạo dạy cả kẻ vô tri rối sai mê lầm không nhận lời ta rõ chúng sanh đó chưa từng cứu cõi lành. Chăm chàng ai ngũ dụng vì chi ái sinh thổ bởi nhân duyên càng dụng xa và ba đường giữ xoay lăn trong sao nếu chịu đủ những khổ động thân mọn thủ bào thái đời đời tăng trưởng luôn. Người đứng mong in vừa căng chờ khổ bước ngắn vào rừng rậm ta kiên hoàng chấm có chấp không nương ra căn chấp này đầy đủ sáu mươi hai chấp chào khoám hương vọng bền nhận không bỏ đường.
Nhãn mạng từ khoe cáo vua nín lòng không thờ trong nghìn muôn ư kiếp chẳng nghe danh tự và cũng chẳng nghe chính pháp người như thế có đồ cho nên trả lời vẫn ca vì bài phương tiện nói các đạo dân khổ chỉ cho đó niết bàn ta giàu nói niết bàn cũng chẳng phải thần diệt các pháp từ bản lai tướng thường tứ vắng lặng. Phần tử hành đạo rồi đời sao được thành Phật ta có chức phương tiện mở bài khắp ba thừa tăng ca các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này. Đều đang trừ nghi lầm lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kim đã qua vô lượng vân diện độ trăm nghìn muôn ức phần. Số nhiều không lương được ca thế tôn như thế càng móng hiền thì dù vô số ức phương tiền diện nói ca phàm tướng ca đừng thế tôn đó để muốn đều nói pháp nhất thường. Đồ vô lượng chúng sinh kiên vào nơi phần đạo lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh thâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện khác. Chúng bài nghĩa đệ nhân nếu có loài chúng sanh gầm các phần qua cứ hoặc nghe pháp bồ thí hoàn trì giới nhận nhục tinh tấn thuyền trí tài các món tu phước toàn. Những người như thế đó đều đã thành phân đạo sao ca phân diệt đồ nếu người lòng lành diệu ca chúng sinh như thế đều đã thành phần đạo các vận diễn độ rồi cung gian trả lời. Những muôn ân thư ta vàng bạc mà pha lê xa cử cung mã não ngọc mái khôi lưu ly thanh tình rồng nghiêm trước cao dồi nơi ca pháp hoàn có dân miêu đá chiên đàn và trầm thuế gỗ mà cùng vô khăn. Rành ngói bùng đăng thái hoàng ở trong đồng trong chưa đăng thành miếu phật nhận đến đồng tư dẫn nhóm các thành tam phần những hàng người như thế đạo đã thành phấn đồng. Nếu như người bị Phật hay dân các hình tượng chạm trổ thành các tướng đều đã thành phần đa hoàng dùng bài báo làm thao đồng bạch đồng đó chất nhóm cùng chi kem. Sang vô cùng với vùng hoặc dùng keo sang vai nghiêm sức làm thương phần những người như thế đó đều đã thành phận đã về vời làm tương quan trăm tương vướng trang nghiêm tư làm mong bao người. Đều đã thành hoàng đạo nhân đến đồng tử nhân hoàng cỏ cây và bung hoàng lấy móng tay mình mà về làm tường quân những hàng người như thế lần lần chưa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành phần đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát đồ thoát vô lượng chung nếu người nơi tam miếu tường báo và tường quê dùng hoa hương phan lòng lòng kính mà cúng dường hoằng khiến người thối nhàn. Đánh trong thôi trần áo tiêu đến cầm không hầu tì bà chấp chá đồng ca tiếng hay như thế đem dùng cúng vàng hát hoàng người lòng vui mừng ca ngâm khen đức phần. Nhận đến một tiếng nhớ đều đã thân phận đạo nếu người lòng tán loạn nhận đến dùng một hoa cúng
bóng vàng nơi tướng về lần thấy ca đứng và hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay. Nhận đánh giá một tay hoàng lại hai cúi đầu dùng đây cũng dàn tượng lần thay vô lượng phần tử thành đạo vô thường rộng đó chúng vô số và vô dư niên bàn như cúi hết lửa tăng. Nếu lòng người tan loạn vào nơi trong tham nếu một chân nam mô phần đều đã thành phần đạo nơi các phần qua khứ tại thế hoàn diện đô có người nghe pháp này đều đã thành phần đạo. Ca Thế Tôn vì lai do nhiều không thể lượng ca đức như lại đó cùng phương tiện nói pháp ca ca càng như lai dùng vô lượng phương tiện đồ thoa ca chúng sanh vào trí vô lậu quần nếu có người nghe pháp. Không ai chẳng thành và ca và quán thế nguyện ta tu hành phần đạo khắp muốn cho chúng sinh cũng đồng đường đạo này ca phần đời vì lai giàu nói trăm nghìn ứng vô số ca pháp môn kỳ thực vì nhất thường. Theo Phật lượng chúng con biệt pháp và thường không tính giống Phật theo duyên sinh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ ngôi pháp tương thế gian thường còn nơi đạo tràng biết ra rồi đức và phương tiện nói. Hiện nay mười phương và của trời người cung gian số nhiều như hằng xa hiện ra nơi thế gian vì an hồn chung sanh cung nói pháp như thế bia vấn bàn thư nhân bởi dùng chứng phương tiện. Do bài các món đạo kỳ thực vì văn thừa biết các hành chúng sanh thâm tâm nó nghĩ nhờ nghiệp quen từ quá khứ tính dùng xứng tinh tấn và ca cánh lời đồn dùng các món nhân duyên. Ý dù cùng lời lẽ tùy cơ phương tiện nói ta nay cùng như vậy vì an hôn chúng sinh dùng các món pháp môn ráo bài nơi phần đạo ta dùng chứng trí tuệ rõ tính dục chúng sinh phương tiện nói càng pháp. Đều kiến đưa vui mừng xa lời phấn nên biết ta dùng mắng phần xem thấy sao đường chúng sinh nghèo cùng không phước tuệ vào đường im sinh tư khổ nỗi luôn công dứt sao tham nơi ngộ dụng như trâu màu mến đuôi do tham mái tự che đuôi mù không thấy biết chân cò vẫn thế lớn cùng pháp dính sự khổ sâu vào càng ta kia lấy có muốn bỏ khổ phận vì chúng sanh này mà sinh lòng đại bi xưa tu ngồi đạo tràng xem cây cùng kinh hành trong 21 ngày suy nghĩ việc như vậy trí tuệ của ta được vì diệu đáng thứ nhất chúng sinh cả căn chậm tham vui si làm mùng. Các hàng người như thế làm sao mà đổ được bây giờ các phạm vương cùng các trời đệ thánh bốn thiên vương hộ đời và trời đại tự tại cùng các thiên chúng các trăm nghìn ức quyến thuần. Chăm tay cùng kinh lệ thánh ta chuyên pháp luân ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen phần thừa chúng sanh chìm nơi khổ không thể tin pháp đó do pháp không tin trở trong ba đường dương. Ta thà không nói pháp ma vào cõi niết bàn liền nhớ phần qua khứ thực hành chứng phương tiện ta này chứng đương đạo cũng nên nói ba thừa lúng ta.
tà nghĩ thế đó mười phương phân đều hiện tiếng pháp an ủi ta hài thay đứng thanh ca bằng đạo sư thứ như đưa khóa vô thượng ấy tùy theo tất cả phần mà dùng xứng phương tiện. Chúng ta cũng đều được qua coi nhiều thứ nhớ vì các loại chúng sanh phân biệt nói ba thừa tri kém mưa pháp nho chẳng tự tin phần Phật cho nên dùng phương tiện quân biện nói các quả giàu lại nói ba thường. Chỉ vì dạy Bồ Tát xa lời phóng nên biết ta nghe ca đưa Phật tiếng nhìn màu răng sanh xứng Nam Mô chư Phật ta lại nghĩ thế này ta ra đời trượt ác như các Phật đã nói ta cũng vẫn làm theo suy nghĩ việc đó rồi. Liền đến thành ba nơi ca pháp tương tình gì không thể dùng lời bài bèn dùng trước phương tiện vì nắm tỳ kheo nói đó rồi truyền pháp luôn bèn có tiếng niết bàn cùng với a la hán cần pháp tăng khai các từ kiếm xa nhẫn lại. Khen bài pháp niết bàn dân hân khổ trong cha ta thường nói như thế xa lời phần phải biết ta thấy các phần tử chi quyết cầu phần đạo vô lượng nghìn muôn ức đều dùng lòng cung kính đồng đi đến chỗ phần. Từng đã theo các Phật nghe nói pháp phương tiện ta liền nghĩ thế này sơ dĩ Phật ra đời để vì nói phần tuệ này chính đã đúng giờ trả lời vẫn hoài biết người căn chậm trí nhỏ kẻ chấp tướng kiêu mạng. Chẳng thể tiêu tinh hoa này nay ta vui vô uy ở trong hàng Bồ Tát chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đã vô thượng Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi nghìn hai trăm lần cũng đều sẽ thành Phật như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cũng như vậy nói pháp không phân biệt càng đứng phận ra đời lâu xa khó gầm ra chính chữ hiện ra đời nói pháp này có hơn vô lượng vô số kiếm nghe pháp này cũng có hay nghe được pháp này đó cũng lại có thí như hoa linh thoại tất cả đều ưa mến. Nên có trong trời người lâu lâu một lần trọn người nghe pháp mừng khen nhân đang nói món lời thời là đã cúng dâng tất cả phận ba đời người đó rất yên có hơn cả hoa ưu đàm cả ông chớ có nghĩ ta là vua khắp pháp khắp bảo các đại chúng. Chỉ dùng đạo nhân thơ dạy bảo các Bồ Tát không thành văn đề từ xã lời Phật các ông thành văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bi công yêu của các phần. Bởi đời ác năm chưa chỉ tham mưa các dùng những chúng sanh như thế tròn không cầu phần đạo người ra đời sẽ tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận pháp đó đương giữ người tam quý trong rằng quyến chỉ cầu phần đạo. Nên vì bọn người ấy đồng khen đạo nhắn thừa xa lời Phật nên biết pháp cả phẩm như thế dùng muôn ứng phương tiện tùy thời nghi nói pháp người chẳng học tầm tu không hiểu được pháp này. Các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời vì phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm lòng sinh rắn vui mừng từ biết sẽ thành Phật.